Đây cắt kỳ ra đây đi. Cắt kỳ. À. Và này chắc chỉ là hai cánh thâm thôi. Nha, hai cánh thâm. Hai cánh thâm. Đây. Đây là một trắng một thâm. Đột biến đấy. Thường nó là hai cánh thâm nhưng đây là một trắng một thâm. Chào các bác cô chú anh chị. Xin phép quay chợ Vạn Phúc gian hàng của anh Lập. Đầu tiên là cây xanh. Một cũng khá là thú vị. À, một xe mai này thảo nào cướp nhau nhanh thế. Ok, chờ tí. Ôi, thảo nào cướp nhau ở đây thảo nào. Ra. Vâng, kệ cháu. Con này vừa đổ bộ cho cái cướp nhau không? Đây, lấy đi. Lấy đi. Và cho cái xanh gốc xanh đẹp của anh. Đâu? Đã quên béo đâu rồi, đã kỹ rồi. Lấy rồi à? Đó, tôi lấy cả cho bạn này. Cộng 100, một cái nắm điện. Kia nó cứ... Vấn đề kìa? Đó, nó cứ rồi đấy. Đã quên béo đâu đâu, kiểu cái tùng hàn ấy. Tùng hàn? Thì gốc xanh đẹp lắm. Béo béo nào, béo béo nào? Kia mà cả video bán lỗ ấy. Áo ba lỗ. Cô đây. Áo ba lỗ. Đúng bộ cối á, khổ sáng đấy. À, người á. Toán. Đầu như thế. Tính tính à. Thơm quá. Thơm. Kinh khủng. 300k một cây các bác nhé. Nếu như theo lời bố kia tả thì là như vậy. Không có tất nhưng chỉ bán rong đấy bác nhé. Tôi thì tôi không quan tâm cái đồ này lắm. Còn để thương mại thì ok. Ai chà, quá đẹp. Bàn tay tài hoa. Đấy. 5 năm sau lại tiền chụp đấy. Sao lại tiền chụp, tiền clip. Tiền nít. Chụp nít. Đấy. Không nuôi thì sao lấy gì mà bán? Đó. Chụp clip. Thế còn bây giờ thì bao mấy chục nghệ nhân? Bây giờ là 3 triệu. 3 triệu. Đấy. Nhanh cũng mất lượt. Vâng. Đây cắt kỳ ra đây đi. Cắt kỳ. À. Này chắc chỉ là hai cánh thâm thôi. Nha, hai cánh thâm. Hai cánh thâm. Đây. Đây là một trắng một thâm. Trắng một thâm. Đột biến đấy. Thường nó là hai cánh thâm nhưng đây là một trắng một thâm. Đấy. Đẹp quá, đẹp quá. Lưng đẹp quá. Cắt kỳ, cắt được hai kỳ ra rồi. Tán tầng đây. Anh Bình lại mua cái kia rồi. Anh Bình lại sở hữu à? Đẹp quá. Nó đang bị tù đầu hiếu ạ. Nó đang bị tù đầu. Đúng rồi, nó cắt lọc. Có thêm Bình chưa? Dạ. Chưa anh ạ. Chưa. Quả tay rồi không làm.
À đấy của ông à? Ừ. Nhiều người quá không biết của ai ra. Cái này kia. Ừ. Bao nhiêu tiền cái này không? Cái này 10 triệu. Cái này. Cái 9 triệu. 9 triệu. Ừ. Hấp dẫn đấy nhé. Chả biết vung tiền ở đâu, chả biết. Hả? Ghê nhỉ. Cắt quế thì cắt quần đồ quế à? Thế mà trả cho em chục nào? Thì mỗi vung coi như là theo là vâng nhỉ. Đồ hôm nay có ăn cây nào của anh không? Không à? Gọi điện còn dỗi chẳng muốn nghe. À thế à? Chục tỷ bao giờ cho em được ké lấy khoảng độ lít nhỉ? Yeah. Làm móng hay sao nhỉ? Hơi tốt nhưng mà dáng cũng thủ đấy. Được không? À cũng của ông à? Ừ. Thế à, sao để cất trong này nhé? Cái này cái dấu đẹp của dấu chứ. À thế à? Chả biết cây của ai với ai. Cái lên nổi hiếu à? Ừ. Đây, cái này có hoa này. Cũng đơn, cho, đơn vàng. Cho nó đứng nhìn là nó không được đứng thẳng mà nó phải không khom người. Ừ. Đúng không anh? Có khi là phải nằm xuống ấy. Cái nó hơi bí. Bỏ. Cho nó chân cẳng là vất vả quá. Dễ dãi mà đứng thẳng mà ngó được. Chân này lại đục xé ra thôi. Rồi tối hôm qua tới bà vào quán nó rơi cảm sấp tiền em chanh. Ừ. Không biết. Có nghĩa là người ta ngồi đấy vậy là bước vào đến cái chỗ gần cái bậc đèn của cháu ở quán này. Người ta rơi xuống cái này người ta biết. Cháu nhìn thấy cái gì rơi. Cháu lên ra bảo chứ nó chỉ rơi một cái tập gì kìa. Chứ chi chả không là... Quê là đẹp quá anh ạ. Quán thế. À không? Cái đấy là bao nhiêu tiền nhỉ? Đấy, cục phô đấy là bao nhiêu tiền? Cục phô đấy là bao nhiêu tiền? Đấy, sau đấy? Còn 30 à? 30 triệu à? 30 triệu à? Ôi, thế thì... Kinh đấy. Ăn độc à? Độc đấy. Kịch độc luôn. Đúng người. Đại gia vốc kìa. Móng kìa kìa. Đẹp. Đẹp đấy. Đấy, sau đít kìa. Mình không biết tắt chế độ đi. Xanh làm móng đằng sau kìa. Tùng à? Cương chơi cả tùng à? Tùng này gọi là tùng tuyết đấy đúng không nhỉ? Tùng xà ấy. Cương chạy đâu rồi biết. Đây là già thật. Rộng rạp quá, chả quay được. Quay bên trong này. À đây, ôi cái này mà. Tôi nói các bác rồi, cái này mà đạp sang bên này, vùng bệ nó rộng bên này thì làm. Ống tay này quá chuẩn, bây giờ nó thế này khó quá. Nhìn thì bên này sườn rất đẹp nhưng mà bên này mặt trời của nó thì lại mệt quá. Nhưng mà thôi chăn nuôi khá là ok. Này, giao dịch đi, nổ đi. À, thèm tiền đấy. Quyền thượng vũ đấy. Hả? Quyền thượng vũ đấy. Ừ, bắt đi này. Chưa trả 40 triệu đeo bán. Không, đưa bán này xong rồi. Quay cái này. Đấy là nhiều tiền đúng không? Đó là nhiều tiền đang mê. Làm móng.
chở được đi đâu chở mẹ rồi. Ngại than đi máy lắm. Thêm lên hết hơi. Tư duy được đi đâu cứ chở. Không phải bỏ vốn ra làm ăn. Ok các bác, lại sang gian hàng của Cương một tí.